Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.14 của VMTV và chúng tôi đang tiếp chuyện với luật sư Brian Tôn cũng như là anh Hải Hoàng về vấn đề luật thừa kế. Kính thưa luật sư, rất là may mắn là luật sư đã không có ngại thời gian, tại vì thường thường người ta nói là thời gian là tiền bạc, nhưng mà khi những cái người khách hàng tới luật sư đã bỏ thời gian ra để mà giải thích. Tại vì thường thường người ta nói cái người trong cuộc không có được sáng suốt, đôi khi mình suy nghĩ, mình không có nhìn thấy nhiều những cái khía cạnh khác nhau của cái cuộc sống, thì một cái người mà có kinh nghiệm mà chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã nhìn thấy trước đây với những cái thân chủ mà mình làm đó, thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Rất là cảm ơn luật sư. Thì thường thường đó, khi mà một người lên cái kế hoạch thừa kế thì họ cần phải làm những cái gì để mà bắt đầu suy nghĩ tới cái vấn đề đó, thưa luật sư? Thường thường thì là trước hết thì tôi cũng yêu cầu mấy khách hàng họ làm ra một cái danh sách những cái tài sản họ có. Thành ra cái này là một cái bước đầu, nhưng mà cũng khá quan trọng, tại vì đôi lúc mình không có biết ngay đến có những cái tài sản mình không nghĩ đến. Chẳng hạn như có những cái bảo hiểm này nọ mà lâu ngày mình quên. Thế như vậy cũng rất là tốt, là tại vì tôi có những rất nhiều trường hợp mà sau khi cha mẹ qua đời, con cái không có biết cái tài sản nằm ở đâu, tài sản nào. Thành ra cái danh sách đó rất là tốt để mà bắt đầu. Và sau đó rồi thì sẽ hỏi thêm những cái tài sản đó, và sau đó tôi sẽ hỏi những cái chi tiết về gia đình như thế nào, và sẽ chỉ định những người nào là người có thể thay mặt cha mẹ để làm trustee chẳng hạn như vậy. Hay là có những một phần nữa, cái trust nó rất là hay, là mình làm thêm những cái giấy ủy quyền. Chẳng hạn như giấy ủy quyền về vấn đề y tế, giấy ủy quyền về vấn đề tài chánh. Tại vì cái giấy ủy quyền thường thường là nó có hiệu lực khi mình vẫn còn sống, nhưng mà mình không có trí não để mà quyết định được. Chẳng hạn hoặc là những cái gia đình mà có con còn trẻ đó, thì mình cần phải làm cái giấy chỉ định cho người nào sẽ làm giám hộ. Đúng thì rồi. Cái này là rất quan trọng, tại vì đôi lúc tôi cũng giúp cho cha mẹ, tại cái người giám hộ nó rất là quan trọng. Và cái người giám hộ cũng có thể là khác với cái người mà làm trustee. Như vậy nó tách ra, tại vì cái người giám hộ đôi lúc là mình cần một người có thương con của mình, hoặc là con của người đó đôi lúc có hợp với con của mình hay không. Có những cái mình phải nghĩ xa như vậy. Tại vì sau này không còn nữa thì có thể con của mình phải ở với chung nhà họ, mà nếu mà con cái không có hòa hợp với nhau thì cũng khó. Thành ra là đó là một cái. Còn chẳng hạn như cái người mà mình lựa chọn mà làm trustee đó, thì thường thường cái người đó mình muốn cho về khả năng, về kiến thức, về tài chánh nó cao, tại họ cũng phải là cai quản cái tài sản của mình. Thành ra đôi lúc những cái hoặc là guardianship, hoặc là cái người giám hộ, đôi lúc những cái phẩm chất của người quản giám hộ á, đôi lúc nó có thể khác với cái người mà trustee. Thành ra như vậy á, mà nếu có hai người khác nhau thì cũng tốt hơn, tại vì một người là lo chuyên về chăm sóc với cho mấy em, còn một người thì chuyên về để cai quản tài sản. Nhưng mà cái người cai quản tài sản, cái người trustee đó, họ có quyền lấy tài sản của mình khi mà mình qua đời không anh? Dạ không. Cái người, tại vì vậy cái người cai quản thôi, họ không phải là chủ của cái tài sản đó. Cái tài sản đó là cái người cai quản họ phải làm cái gì mà tốt nhất cho cái người beneficiary, là người thừa kế đó, người thừa hưởng. Thành ra vì vậy cái luật nó cũng có, là cái luật bắt buộc là cái người đó phải làm một cách là neutral, không có được thiên vị và không có được làm cái gì mà có lợi riêng cho họ. Họ chỉ làm được có lợi gì riêng cho cái con cái, những người beneficiary mà thôi. Em cũng có một số những cái lo lắng. Cái này là em nghĩ là cái lo lắng thứ nhất là cho bản thân em, nhưng mà cũng có một số phụ huynh trẻ cũng sẽ lo lắng như vậy. Khi mà mình làm cái kế hoạch thừa kế đó, đôi khi mình worry, và có những phụ huynh có nhiều tiền chẳng hạn, mình worry là what if
mình qua đời lúc con của mình nó đã qua 18 rồi, nhưng mà có thể nó còn quá trẻ để mà thừa hưởng một cái khối tài sản lớn như vậy. Có thể là mình không có tiền nhưng mà mình có những cái bảo hiểm nhân thọ cũng là một cái lượng tài sản rất là lớn. Thì khi mà mình cho một người con của mình như vậy, lúc 18 tuổi là nó được quyền thừa kế và không cần cái người giám hộ nữa. Nhưng mà lúc đó nếu như một đứa trẻ 18, 19, 20 tuổi mà nhận được một cái số tiền vài trăm ngàn thì sợ là các em sẽ hư. Thì có cái cách nào để mà mình giữ cái tiền đó lại và mình cho các em sau này, hoặc là mình nói là ok, cái tiền này con chỉ được dùng để ví dụ đóng tiền học hoặc là trả tiền nhà không, mà không được xài qua những cái vấn đề khác không? Dạ, thì cái đó cũng rất là câu hỏi rất là tốt, là tại vì đôi lúc theo thống kê đó, mà con cái khi mới còn trẻ tuổi mà được nhận số tiền nhiều á, thì thường trong vòng khoảng 2 năm, từ 2 năm 3 năm mấy em đôi lúc tiêu hết tiền, tại vì mấy em không có cái tiền đó, không có tự làm ra. Thành ra thường thường tôi cũng làm những cái trust á, là mình làm coi như là một cái sub trust, những cái trust của trong cái trust chính. Trong đó có sub trust thì mỗi trust là cho mỗi em, cho mỗi con, thì cái đó mình có thể là để thay vì cho ngay lập tức, mình cũng có thể cho đến 25 tuổi, 30 tuổi, 25 tuổi một phần, 30 tuổi, 35 tuổi, cho đến khi mấy em có thể trưởng thành, có thể mature nhiều hơn. Thì khi mình chia ra như vậy á, cho dù mấy em có phung phí, nhưng mà cũng phung phí, cũng học được cái bài học. Và hy vọng là lần sau khi đến mà nhận tiền lần sau á, thì là có thể là dùng những cái kinh nghiệm đó để mà học hỏi, để mà sau này có thể bảo vệ được cái tài sản nhiều hơn. Là cái đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để trong đó nó cũng có điểm lợi, chẳng hạn như không may như những trường hợp mà bị ly dị, mấy em mà không may có gia đình và sau này bị ly dị, thì cái tiền nó cũng được bảo vệ nhiều hơn. Và trong cái thời gian mà khi mà chưa nhận được tiền nhiều đó, thì trong thời gian đó nếu mấy con mấy cháu mà cần á, thì cũng có thể rút tiền ra về những vấn đề cần thiết, chẳng hạn như học hành, sức khỏe, sống sót, chẳng hạn như vậy. Thì là, nhưng mà cái đó là chỉ những gì cần thiết thôi, thì nó không có cái cơ hội để mà phung phí. Đúng rồi. Để em thêm cái hồi nãy, tại trước tiên bọn em vô á, là em với anh Ryan có nói về cái vụ mà chị nói bảo hiểm nhân thọ đó. Nó có liên quan tới cái estate planning luôn. So anh Brian có thể elaborate cái đó chút xíu. Thì cái thứ nhất hồi nãy chị cũng nói bảo hiểm nhân thọ. Tại vì thường thường bảo hiểm nhân thọ á, mình hay để tên của con trong cái bảo hiểm nhân thọ. Là mình phải có cái beneficiary. Thế nên nếu mà để tên của con á, thì nó sẽ đi thẳng, nó không có cái gì để bảo vệ. Thế nên con sẽ nhận được một món tiền rất là lớn. Thế nên nếu như mà mình để cái trust, mình làm cái trust, để cái trust là beneficiary, rồi sẽ qua cái trust, thì nếu có cái trust, có những cái sub trust trong đó là kêu là protective sub trust đó, là để bảo vệ cho mỗi em, thì như vậy á, cái tiền nó sẽ nằm trong cái trust, chứ không phải là đi thẳng vào tay của mấy em. Thành ra nó sẽ là được bảo vệ được lâu dài hơn. Nhưng mà ai là cái người chủ sở hữu của cái trust anh, khi mà mình mở một cái trust thì mình là cái người chủ sở hữu, hay ai là cái người chủ sở hữu của cái trust, và khi mà mình mất đi và cái số tiền nó nằm ở trong đó nhưng mà con của mình thì chưa được hưởng, vậy thì ai là cái người chủ của cái trust khi mà mình đã qua đời? Thứ nhất, khi mà mình còn sống thì mình là chủ. Khi mình qua đời đó, cái người chủ sự thật là mấy con. Nhưng mà tại vì cái người cai quản không phải là người chủ. Người cai quản là chỉ là người cai quản, là người trustee đó, hoặc là manager của cái trust. Thì là, nhưng mà mấy con á, tuy là chủ nhưng mà không có được rút tiền ra cho đến khi theo cái điều kiện. Nếu mình đặt điều kiện là tới 30 tuổi mới được lấy ra, thì lúc đó 30 tuổi mới được lấy ra, thì cái người mà cai quản họ sẽ đưa tiền cho mấy con. Nhưng mà thật ra vì vậy á, cái hay là cái người cai quản không phải là người chủ. Thành ra con vẫn được bảo vệ. Đúng rồi. Nhưng mà em vẫn chưa hình dung ra được là cái tiền của mình nó nằm ở đâu. Nó nằm ở nhà bank hay là nó nằm ở cái vị trí nào để mà khi mà mình lấy tiền ra như vậy?
Thì tại vì khi mà mình nói về cái tài sản đó là nó gồm có nhà cửa nè, nó gồm có tài sản nhà bank, nó gồm có tiền 401k chẳng hạn, là nhiều những cái tiền đầu tư khác nữa, thì cái tiền nó nằm ở đâu? Nó vẫn nằm ở ngay vị trí đó và nó vẫn được hưởng lợi. Ví dụ như mình có 401k thì cái 401k của mình nó vẫn được earn cái dividend, hay là mình phải lấy ra rồi mình đổi thành tên của con mình hay như thế nào? Thì câu hỏi chị nó có rất nhiều thành phần, tôi xin phép. Thì cứ suy nghĩ cái trust là giống như một cái hộp, trong một cái hộp lớn. Thì khi mình thành lập là mình bỏ tất cả tài sản mình vào trong cái hộp, nhưng mà mình vẫn có quyền mở cái hộp ra, mình rút ra, mình vẫn tiêu xài bình thường, tại vì mình là chủ. Khi mình qua đời thì cái hộp nó đóng lại. Và tất cả, cho dù khi mà mình, nếu mình có nhiều con, hồi nãy tôi có nói chuyện là chia ra thành những cái hộp nhỏ. Ví dụ như có 3 đứa con thì mỗi con sẽ có một trong hộp nhỏ, thì mình chia bỏ đồ vào trong 3 hộp cho đều. Thì trong hộp đó thì cái người cai quản á, là họ sẽ, nếu con khi nào cần á, thì rút từ cái hộp đó ra cho mỗi con. Nhưng mà trong cái hộp nhỏ nó vẫn trong cái hộp lớn. Thành ra đối với chẳng hạn như cái bank account á, thì vẫn tên của cái trust lớn. Thành ra cái người cai quản vẫn có, nhưng mà trong đó thì sự thật đã chia ra rồi. Thành ra là cái 401k thì tương đối nó hơi khác một chút, tại vì 401k là nó có cái về cái vấn đề thuế, nó pre-tax, nó tương đối nó hơi phức tạp hơn. Thì cũng có thể là trong cái trust tôi làm thì cũng có những cái provision đặc biệt là bỏ vào trong cái trust được. Và con cũng có thể là không cần phải cash out ra ngay lập tức. Tại vì cái 401k thì luôn tiện đây tôi cũng chỉ nói thêm một nữa. Cái 401k sự thật là chính phủ để mà giúp cho mình là một cái savings vehicle. Là để mà cho mình để dành tiền, chứ không phải là để một cái inheritance vehicle. Là không phải để mà thừa hưởng. Thành ra vì vậy á, cái trong lúc mà mình còn sống mà để cho cái sự savings á, thì là tương đối cái luật nó dễ dãi hơn. Nhưng mà khi từ cha mẹ có con á thì là tương đối tại vì mình muốn là tiền để trong đó càng lâu càng tốt, tại mình không phải trả tiền thuế. Thành ra hồi trước thì mình có thể kéo dài ra, nhưng bây giờ cái luật vừa mới pass năm nay thì là tối đa là 10 năm. Thì sau 10 năm con phải rút ra hết hoàn toàn. Thì khi rút ra là mình phải trả thuế. Phải đóng thuế. Để em thêm một cái phần là bây giờ chị hiểu tại sao tóc của anh Ryan bị bạc. Tại vì một cái trust đó là nó ngắn gọn lại, nó là điều kiện. Chị sắp xếp cái điều kiện, mỗi điều kiện khác nhau. So cái kinh nghiệm của 20 năm của anh Ryan là nghĩ mấy cái điều kiện đó ra để cho theo ý muốn của cái người để lại. Nên lúc mà anh làm, tại có lúc em ở chung văn phòng với anh Ryan thì em thấy anh có lúc họp tới 4-5 tiếng đồng hồ. Cho một thân chủ hả? Tại vì cái tính nó rất là nhiều, nên lúc anh nói là cái dài tiếng á, có một hôm á là anh họp từ 8 giờ tới 5 giờ chiều. Để làm xong một cái bộ hồ sơ. Một hồ sơ thôi. So nó rất là nhiều cái điều kiện. Đúng rồi. Mà em biết là những cái language, những cái từ ngữ mà mình viết ở trong cái trust nó rất là quan trọng, và đó là lý do tại sao khi mà mình chọn cái người luật sư, mình nên chọn cái người luật sư có dày dặn kinh nghiệm. Tại vì nếu mà mình, rất là nhiều luật sư, tại vì tất cả mọi luật sư đều có thể học như vậy, giống như là doctor học general chẳng hạn, là biết được tất cả mọi thứ nhưng không có chuyên về một cái gì hết. Thì đôi khi những cái từ ngữ mình viết trong cái trust nó không có đúng, hoặc là nó không có đủ mạnh để mà mình bảo vệ cái tài sản của mình khi mà mình qua đời. Cái đó là rất là quan trọng, phải anh Brian? Thì đúng rồi, tại vì đôi lúc cha mẹ có những cái trường hợp vậy, cha mẹ khi mà làm cái trust không có nghĩ đến những cái đó. Đúng rồi. Thành ra là đôi lúc nó cần phải nói chuyện tương đối, phải nói chuyện một thời gian mới biết được. Thành ra là những cái đó có những lúc, và hoặc là đôi lúc khi tôi nói chuyện với vợ chồng, đôi lúc chồng hiểu một ngã, vợ hiểu một cách khác nhau. Thành ra đôi lúc tuy là con chung với nhau, nhưng mà ông tính một đường, bà tính một nẻo. Bà muốn cho con này nhiều hơn, ông lại muốn cho đứa kia nhiều hơn, hoặc ông muốn chia cho đồng đều, nhưng bà lại muốn chia cho con này nhiều hơn. Cho nên đó là một cái mà mình cần phải rất là nhiều sự bàn thảo. Nhưng mà đối với tôi thì tôi rất quan trọng những cái đó, tại vì mỗi người có một cái ý nghĩ riêng, thì mình cần phải trọng cái ý nghĩa đó. Thành ra vì mình trọng cái ý nghĩa đó, mình phải làm cho đến nơi đến chốn, phải làm cho đi xa.
Tại vì đôi lúc mà làm hời hợt, đôi lúc sau này nó khi mà mình qua đời rồi không có thể thay đổi được. Dạ vâng, đúng rồi. Thì là tại vì cha mẹ ai cũng là thương con, và sau này khi mình qua đời, con vẫn tiếp tục và vẫn liên lạc với nhau, vẫn thương yêu nhau. Thì cái đó là cái chính. Mà đôi lúc cái tiền mình làm không có đúng á, nó có thể là làm không không có nó có thể ảnh hưởng tới cái sự hòa hợp với con với cháu mình. Mà thực sự em nói đó là cái sự khác biệt giữa một cái người luật sư có tâm, tại vì một người luật sư có thể làm theo ý kiến của thân chủ, vì đó là cái công việc của mình, thì thân chủ nói sao thì mình làm như vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình không có muốn có những cái hệ lụy sau này mà người thân chủ của mình chưa có foresee được, thì mình muốn take time để mà giải thích cho cái người thân chủ để mà họ có một cái quyết định đúng đắn nhất. Thì cái đó là một cái điều rất là quý. Em còn rất là nhiều những cái câu hỏi nữa, nhưng mà chắc có thể là hẹn anh Brian với lại Hải trong những cái chương trình kỳ sau, tại vì mình đã hết giờ rồi. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại trong một vài talk show nữa để mà nói thêm nhiều về cái luật thừa kế. Tại vì đối với nói về một cái vấn đề luật nào thì nó cũng có rất là nhiều những cái khía cạnh cũng như là những cái thắc mắc mà tất cả chúng ta đều cần phải hiểu rõ để mình có những cái quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất. Thì Nam Yến sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình của Cuộc Sống Tươi Đẹp lần sau. Chương trình của chúng tôi sẽ được chiếu định kỳ hàng tuần vào thứ Hai lúc 12 giờ trưa và thứ Tư lúc 2 giờ chiều. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.